bấy chân Amrit nâng Rusi bà thời điểm xăm cốc của miền cô tiếng bấy đà bà chỉ hát bàn dọc một điệp thiệp từ nâng cái thà xăm cốc nâng cô tiếng bấy đó thì thà miền chào chào miền bị bay thì miền xuân chôn chưa đà bà thấy một thằng tu ong sầm khăn sầm khăn nông riêng xăm cốc tôi khé thay nấy nhom miền đây sầm nô hari riêng nâng mình chọc nơi sầm nua đó bỏ được group bằng riêng ai cái riêng để có bàn cùng group bằng riêng để có bàn xuống mà nhớ trong mình chọc thay này được phán ở trong mình chọc khi mình chun chia nằm nó sai ta dương từ rư kỳ tha maha mai nam muội khi ông bà thuyền thì cho maha mai bà dương dương từ rư maha mai ai đam sa sa cham tịnh tam cha thấy bố nâng mà phải bay đô la một vòng bằng vừa rồi cả mũi cứ miên tiếng ở hai bóng phôn được không mà phải bay đô la một vòng vừa rồi cả mũi nữa vì miên mà hàm lại trong pram bằng đây thì miên America miên chân miên Parang miên Anglia miên Rusi bằng đây mà hàm lại trong pram dân trăm từ rưỡi hay tiết lục sập quan miên miên từ rưỡi người chân từ rưỡi người America mấy bữa nữa không à mà phải bay đô la vì miên tiếng ở sinh ấy vô prom tiếng ở và cô cứ thay ai kia mà mai hay dân miên từ cái từ rưỡi tiết còn cái ăn quá tại ban pin lấy nữa mà phải bay đô la một vòng vừa rồi cả mũi bị chạm bạt hai à nó mua cho mấy mũi cho mấy mũi tiết bốc xong chỉ mua ai đâm sa sa chạm được đâm cha đây còn mai bật bật con cho ba lúa chỉ mua nên cần nắp bạn để mai bằng cá nữa mà hay bốc tạp pin tay dân bị sốc sờ bay và bạt tạ hai luôn sờ phun hai ai đâm bật thiên kim được kiểm nghiệm thật cả luôn như say khát này không ở đây dân hiền thì giấy nè dục mây mau mui cả là giúp nơi lục một tẹo tổ một trăm tiết mui cả là giúp plu chấm plu tẹo tổ kỳ ta kỳ công ngày này thay tức của kỳ nơi thưa ca bị chung như nơi ma ca của bài giảng ta có là bài đọc từ hai chân ta mấy cô lục ai đang bật thiên lục miên ở mai kháng mấy ta đòi ban vua vì miên men vì tất bạc con men men miên miên là lưỡi cái đá thế nên là miên tất bạc con men bà áp miên tất bạc con mà này chân kỳ tha chỉ xin pin cầm kia nó nơi kỳ tha lục chừng cung làm bay bò hay bò tiền làm bay chui anh ấy việc bất bất chẳng hái ba mà phải bảy đô la bốn cho mỗi ai tâm sát sát cha mình tâm trả đấy và tiền khai nó sẽ bốn số bài rung rương luộc sập hoàn khi ông đang chuẩn bị chúng ta kháng cự tại khi ông dưới ở tới bộ kia ở sập tới tiếng nó luộc sập hoàn kia thảo đang rồi hai bảy trăm sập to tiền đấy rồi cho nên lẽ tục dân luộc sập hoàn tục chống cự ta ta bấm nó ra giờ rư này na con tay muốn nhìn dương thay dừng rư này na na tua thì sầm rát khao từng ôm nó sẵn là ta mà lấy cắn bị phần dụ bài ấy lại mình lại là ôm như này cái này cỡ à chân cô là ôm mình lại là ôm mình là cỡ ta dương từng ôm khía nè dương sốc chất chô tôi là bay này dụ bài rồi bỏ kê phùm sàn dụ bài mà hôm nay thuộc nè dương thì chô ruộng mùi kê đây em á dương được cô tội mùi nó miên của bài giang hay ứng ấy chăm từ chỗ từ chỗ chúng mới chúng luôn rồi bỏ kê đôi khi nè khi ông đừng bỏ sai ta bật tên thì mùi muối mà hàm lại mùi muối thì mi là oi khác mi mi à cõi khác từ dương rứa cá lu sụp hoàn mà dương toàn đăng tham ấy bóng sẽ là stupid lăng rứa hàm rì căng rứa hơi chân mình cá của dương mình toàn squat đôi khi nè làm bay ní trong chuẩn bị chung đó bóng ôn chuẩn bị mic má làm bay sầm rát khao hàm rì căng nhưng sầm rát khao từ chấm trong mình chóp dương rứa do mùi na bà con của mông kia chứ sụp hoàn ta thì mới con của mông ní mới mi sai khác เปรียบ เทียบ นั้น កូន កមុំ ចុង ភូ មួយ ទៀត ណា ណា បាទ រួច ហើយ យើង ប្រៀប ធៀប គ្នា រួច ហើយ បាន យើង សម្រេច ថា ម៉ែ ពុក ឲ្យ ចូល ទៅ ដឹង នេះ នេះ មួយ នេះ នោះ ទៅ ណា បាទ នេះ ដូច គ្នា បាន គេ ថា អញ្ចឹង ហើយ បាន វា វែង បន្តិច ព្រោះ យើង មុន នឹង យើង ឆ្លើយ ថា យើង យក ប្រទេស ណា ប៉ូល ណា មួយ ទាល់ តែ យើង ស្គាល់ ពី អច្ច ចរិត លក្ខណៈ របស់ ប្រទេស មួយ មួយ សិន បាទ ខ្ញុំ បន្ត ទៅ ទៀត អ្វី ដែល ខ្ញុំ លើក មក ពី មុន នោះ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប មិញ ហើយ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ហើយ ថា ខ្ញុំ បាន លើក អី ខ្លះ ឥឡូវ ខ្ញុំ បន្ត ទៅ គេ ហៅ ថា ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ ការ ទូត បាទ ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ ការ ទូត របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក តើ គេ ប្រើ ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ អី ខ្លះ ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ ការ ទូត គឺ ជា នយោបាយ របស់ អាមេរិក ដែល មាន ភាព ប៉ិន ប្រសប់ ជ្រាល ជ្រៅ និង ល្អិត ល្អន់ យ៉ាង ខ្លាំង ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ ការ ទូត គឺ ជា គោល ការណ៍ នយោបាយ ការ ទូត ដែល ត្រូវ បង្ហាញ ប្រាប់ ប្រទេស ផ្សេងៗ ថា អាមេរិក មិន ត្រូវ ការ ផល ប្រយោជន៍ អ្វី ទាល់ តែ សោះ ពី ប្រទេស ទាំង នោះ ផ្ទុយ ទៅ វិញ គឺ មាន តែ ចេតនា ចង់ ជួយ ឲ្យ មាន សិទ្ធិ សេរី ភាព ការ អភិវឌ្ឍ និង ប្រជា ធិបតេយ្យ ពេញ លេញ នេះ គឺ ថា ចិត្តសាស្ត្រ ចិត្តសាស្ត្រ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក រាល់ សកម្មភាព ដែល ត្រូវ ធ្វើ គឺ ធ្វើ ដោយ គោល ការណ៍ មិន មែន ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 អាមេរិកបានចាត់ទូត
ឲ្យ ទៅ ជួប ជាមួយ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អង់គ្លេស Winston Churchill សូម បញ្ជាក់ ថា អង់គ្លេស គឺ ជា ប្រទេស ដែល តស៊ូ យ៉ាង ស្វិតស្វាញ បំផុត ក្នុង សង្គ្រាម ប្រឆាំង អាល្លឺម៉ង់ របស់ អ៊ីតាលី ខណៈ ដែល ប្រទេស ជា ច្រើន នៅ អឺរ៉ុប ដួល ស្ទើរ តែ ទាំង អស់ មន្ត្រី ទូត រូប នោះ បាន និយាយ ប្រាប់ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អង់គ្លេស ថា អ្នក ឯង ជា មនុស្ស អស្ចារ្យ ណាស់ អានឹង គឺ អាមេរិកាំង គេ បាន ជួប គេ និយាយ ប្រាប់ ទៅ អង់គ្លេស ជាទីល នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ប្រទេស អង់គ្លេស ហ្នឹង គេ ថា អ្នក ឯង ជា មនុស្ស អស្ចារ្យ ណាស់ ប៉ុន្តែ ប្រទេស នេះ ឯង កន្លង មក មាន កំហុស មួយ គឺ ច្បាំង ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែ អាមេរិក វិញ មិន ប្រា ហេតុ ផល ឲ្យ ច្បាំង ព្រោះ តែ គំនុំ ព្រោះ តែ ការ ស្អប់ ខ្ពើម ឬ ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ ទេ គឺ យើង ច្បាំង ដើម្បី ជួយ សង្គ្រោះ ណា អាមេរិកាំង គេ ចង់ និយាយ ថា គេ ច្បាំង ដើម្បី ជួយ សង្គ្រោះ រី ឯ អង់គ្លេស គេ ច្បាំង ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ អញ្ចឹង ហើយ បាន គេ និយាយ ថា កំហុស របស់ អង់គ្លេស មួយ គឺ ថា ចង់ ទៅ បង្ហាញ គេ ថា អញ មក ច្បាំង នោះ ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែ អាមេរិកាំង គេ ប្រើ ចិត្តសាស្ត្រ គេ អត់ និយាយ យ៉ាង ទេ គេ និយាយ ថា ទៅ ជួយ នរ ឯង ដើម្បី សង្គ្រោះ ពេល ដែល សង្គ្រោះ ប្រទេស នោះ ស្រឡាញ់ រាប់ អាន ហើយ អា រឿង ផល ប្រយោជន៍ តទៅ ថ្ងៃ ក្រោយ គឺ ថា វា ងាយ ស្រួល ជា ទី បំផុត អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា នយោបាយ គឺ ថា ចិត្តសាស្ត្រ របស់ អាមេរិកាំង គឺ ប្រើ ខុស គេ ក្នុង ន័យ នេះ ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ ការ ទូត គឺ ជា ការ សម្ដែង បង្ហាញ ក្តី ស្រឡាញ់ បង្ហាញ គោលការណ៍ ប៉ុន្តែ ត្រូវ លាក់ មហិច្ឆតា របស់ ខ្លួន បាទ ច្បាំង សត្រូវ មិន មែន ព្រោះ តែ ស្អប់ សត្រូវ ឬ ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ ខ្លួន ទេ ប៉ុន្តែ ប្រើ ហេតុ ផល ស្រឡាញ់ ប្រជា ជន របស់ សត្រូវ លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ មនុស្ស កតបកិច្ច សង្គ្រោះ និង ប្រជា ធិបតេយ្យ បាទ នេះ ជា ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ របស់ ប្រទេស ចិន ប្រទេស អាមេរិកាំង ចុះ ចិន ទៅ វិញ តើ ចិន ប្រើ ការ ទូត អ្វី ខ្លះ បើ និយាយ ជា លក្ខណៈ ទ្រឹស្ដី គឺ គេ ប្រើ គោលការណ៍ ទាំង 6 ក្នុង ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ ខ្ញុំ បាន លើក យក និយាយ ពី ម្សិល មិញ នៅ ក្នុង កម្មវិធី តក មួយ ស្ដី ពី ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ គឺ ថា ខ្ញុំ រំលឹក ឡើង វិញ បែបនេះ ទេ គឺ ថា ចង់ ជម្រាប ថា ចិន គេ ប្រើ លក្ខណៈ ទ្រឹស្ដី គោលការណ៍ 6 គឺ ថា ទី 1 គឺ គោលការណ៍ គឺ ថា នយោបាយ អន្តរជាតិ ត្រូវ បាន ដឹក នាំ គ្រប់ គ្រង ដោយ ច្បាប់ ទាំង 6 នោះ ម្សិល មិញ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ហើយ ថា ច្បាប់ ក្នុង ការ នយោបាយ អន្តរជាតិ មាន 6 គឺ ថា ទី 1 ភាព លោភ លន់ តែ ជា សារធាត របស់ មនុស្ស ជាតិ គ្រប់ នយោបាយ សុទ្ធ តែ មាន មហិច្ឆតា ធំ ធេង 2 អំណាច មាន តែ អំណាច 1 គត់ ដែល អាច ការ ពារ ប្រយោជន៍ និង សន្តិ សុខ របស់ ខ្លួន បាន ទី 3 ផល ប្រយោជន៍ ជា ធំ គ្មាន មិត្ត គ្មាន សត្រូវ មាន ភាព ស្មោះ ត្រង់ គ្មាន ការ ក្បត់ គឺ មាន តែ ផល ប្រយោជន៍ ទី 4 ភាព ប៉ិន ប្រសប់ បាន គេ ថា យុទ្ធ សាស្ត្រ ការ ទូត គឺ ជា គុណ តម្លៃ ធំ ជាង គេ បំផុត ទី 5 នយោបាយ គ្មាន សីលធម៌ សកល ទេ គឺ មាន តែ សីលធម៌ ក្នុង ពិភព នយោបាយ គឺ ស្វែង រក ប្រយោជន៍ និង អំណាច ជាតិ ទី 6 ចុង ក្រោយ នយោបាយ គឺ មិន ចំណោះ ឲ្យ សីលធម៌ ឬ ច្បាប់ ទេ បើ និយាយ មួយ បែប ទៀត ចិន ដើរ ការ ទូត ផ្លូវ កាត់ ដើម្បី តាម អាមេរិក ឲ្យ ទាន់ ផ្លូវ កាត់ បាន ន័យ ថា មិន ខ្វល់ ពី credit ទេ បាទ នេះ ចិន មាន 6 ចំណុច ហ្នឹង ដែល គេ ដើរ គេ មិន ខ្វល់ ទេ រឿង រៀន ផ្សេងៗ គឺ credit credit មិន ខ្វល់ ទេ គឺ ថា ដើរ ផ្លូវ កាត់ ដើម្បី ឲ្យ ទាន់ អាមេរិក ពី ព្រោះ ខ្លួន ឯង វា យឺត ពេល ហើយ បាទ ដូច្នេះ គឺ ថា ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប ថា ពី ចិត្តសាស្ត្រ នយោបាយ ការ ទូត រវាង អាមេរិកាំង និង ចិត្ត ខុស គ្នា របៀប បែប បាទ បន្ទាប់ មក ទៀត ខ្ញុំ ចង់ លើក ពី នយោបាយ របស់ អាមេរិក អាមេរិក គឺ ជា មហា អំណាច លេខ កំពូល របស់ ពិភព លោក ការ ក្លាយ ជា មហា អំណាច ពិភព លោក គឺ ជា ដំណើរ ដ៏ វែង ឆ្ងាយ និង ស្មុគ ស្មាញ បំផុត លើស ពី នេះ ទៅ ទៀត ការ រក្សា តួ នាទី ជា មហា អំណាច ពិភព លោក ក្នុង ចំណោម អ្នក ខ្លាំង ផ្សេងៗ ដែល ចូល មក ដណ្ដើម គឺ រឹត តែ ស្មុគ ស្មាញ ដែល ទាម ទារ ភាព ឆ្លាត វៃ សមត្ថ ភាព យុទ្ធ សាស្ត្រ និង ទេព កោសល ដ៏ អស្ចារ្យ បច្ចុប្បន្ន នេះ អាមេរិក ជួប គូ ប្រជែង ខ្លាំងៗ ជា ច្រើន ដែល ក្នុង នោះ មាន ចិន និង រុស្ស៊ី គឺ ជា សត្រូវ សក្តានុពល ដ៏ ខ្លាំង ក្លា តាំង ពី សង្គ្រាម លោក លើក ទី 1 មក រហូត មក ដល់ ចុង សតវត្សរ៍ ទី 20 នឹង អាមេរិក មិន តែ ធ្លាប់ ជួប ប្រទះ គូ សត្រូវ ដែល មាន សក្តានុពល ខ្លាំង ដូច ពេល នេះ នោះ ទេ ដើម សតវត្សរ៍ ទី 20 បារាំង អង់គ្លេស និង ជប៉ុន គឺ ជា គូ ប្រជែង មែន ពិត ប៉ុន្តែ ទំហំ សេដ្ឋកិច្ច ពួក គេ ទាំង 3 បូក ចូល គ្នា ក៏ នៅ តែ តូច ជាង អាមេរិក 2 ដង ក្នុង សង្គ្រាម លោក លើក ទី 2 អាល្លឺម៉ង់ និង ជប៉ុន គឺ ជា សត្រូវ ដណ្ដើម គ្នា គ្រប់ គ្រង ពិភព លោក និង មាន កងទ័ព ខ្លាំង ក្លា និង ទឹក ដី ធំ ធេង មែន ពិត
Phần tái phụ kịch sáu chiên ảm rịch ngái chẳng phần này sẽ thật cách dù tự xác cả tụt nâng sạp biểu vật. Bịa khẩn đa sát thủ vật thì mà thấy rõ hốt đo chung bình chọc nơi sát thủ vật thì mà thấy Sô Viết cứ chỉ cụ bà chân đo khăn miền thực đầy thông thế nâng mà nô cùng mình chìa chìa chơi có phần tái phần này dù tự xác cả tụt nâng sẽ thật cách Sô Viết nơi tạch sau chiên xã rốt ảm rịch chàng khăn. Tùm hôm sẽ tới cách đó mà Sô Viết nghiệp bên nó tối chiên xa hạ rọt ảm lịch rồi hốt đó buồn đoàn ai nọ. Lớp bên này, tùm hôm sẽ tới cách ảm lịch thông chiên kế Sô Viết rồi hốt chiên bởi mùi đó nông chất năm mùi buồn bởi mùi rồi bài bởi muốn muốn bê Sô Viết xâm ra chất thưa át tạc kết luôn ai. Át tạc kết bằng cái thử rùm lý kì thả kẻ thả xa buồn Sô Viết chánh kì xa phiếp Sô Viết chánh mà nơi bởi tế chung hòa thả rù xì tùm hình bạc. Bốn tài, nông sát thủ vật tìm mà phê mùi này, ảm rích bỏ chôm chì mùi chân, đại tùm hôm nơi xe tư cách nơi bỏ tế tiền phí, còn bốn tài bỏ đánh vác nế tư vinh tư mô. Chân chì tìm xa, chì rung chạc ưu xa cắm nơi bị phùm lốt, nâng chạp bán bạch chai kì vật chìa thamay thamay giang chan sân thật sân thuộc. Cá tút nơi bỏ tế tiền phí, còn bốn tài bỏ đánh đánh bán nế chạp đại cù, chào bỏ căn nế tư vinh tư mô, nâng phùng rích. Ất thịt bố tạm đồng bọn này này riêng cửa. Phải trái với thịa nâng dô thịa này bởi tiết tiền phí có công bóng tại ca lan giang khăn rồi hốt đo nhẹ chùm nến xăm đi than thả chân ai nâng tạm tuần Amerik nông đi dạp biết bắp rám từ 35 khả mục này. Sự thất không sang được phía bài này Amerik trở bụng rừng lan vinh nơi dô tờ xa cứ gặp lấy cán kịp ra dô tờ xa thu ế nâng 4P và thịt là PA nâng buôn bề làm bấy bỏ đánh bỏ chơi nâng đại sao ở mạng đồng ruốn trong này chấn án ở vót tam dụ tử xa nơi cả ba tu ở chùm nua strategy of replacement dụ tử xa bỏ chấn kỳ thả kẻ hạ thả dụ tử xa ba tu ở chùm nua strategy of replacement bởi ai ảm rây căng kỳ đá tam dụ tử xa miền phí kỳ thả dụ tử xa 2A nâng dụ tử xa cắt phì khi mà nó bị dối là sẽ ấy tới thu ế sẽ ấy tới nâng cắt phì bỏ mà đi càng. Ta ở với tới chỉ dụ tử xa thu ế nâng phô phí. Ta ở với tới chỉ dụ tử xa strategy of replacement. Thu ế cứ ế tì mũi cứ à lại có sang xong bốn nằm mất. Xong bốn nằm mất cứ chỉ cắt ta xong khăn bằng phót nông côn nhô bái bỏ rồi tới rồi bỏ ảm rệt. Tua chìa, cầm lăng rồi bỏ ảm rích khăn kiên sát tư, rốt sắp đoàn cầu đói, có ảm rích, trở tại bỏ một đông xâm quân nơi từ chui khuôn ta. Ú tì hò, ảm rích chấp dục chấp bốn, ảnh đía, Australia, nâng ảm rích khuôn ai, bằng cách chứa xâm quân nơi nông dốt tờ xa ở Đu Pacific, đã bây tốt ất thị bồ chân. Ảm rích chấp dục dùn, Taiwan, Philippines, nâng Malaysia chế đám, đã bị luộc chỉ mùi chân nơi xa một chân thành phục là chỉ đáng. ATP cứ allegation cả cháu program. Nóng xa máy bạch chay kỳ vật chiên này nhạc mình ai kết trâm ta. Ta trời thua giá na tựp ai chân nhạc xa trời ngu tế. Còn ta cứ trời rộng hai phó ai xóm rùm bằng hai bị phục lục tiệt phòng. Àm rích đã tua chỉ nhạc rẽ xa chấp bạp hòn trá chiết bỏ chia thập bạch tay xóm tế sốc nâng xa thị mùn. Cứ ta mà dạ, cô ca tiền này hỏi, để ảm rích ai cháu bỏ căn từ lực cú sát trữ, rứ bỏ tiền tiền lại ná, để ai thua ai bà bỏ, đó ít thì bỏ nâng phá bỏ dạy bọc luôn. Ảm rích chân, nên dụ tử xa chán, bọn ta bà dương xong khép, ở khlấy miền phí cứ chia trí xây thu ế. Thu ế xâm rạp ảm rích cứ ế tì muối, à lái xâm phần mất. Bởi vô tất xa, ảm rích cứ chia lầm ná nơi ca bằng cách xâm phần mệt. Kỳ miền tết xa mũi thả, từ đo tì bởi chôm, ai bà muốn nâng tư chìa mũi cầm lăng đo chả bằng phật nít xí xây rô bò ảm rích ca. ATP rô bò ảm rích cứ Actions of Aligre cháu bỏ cánh bài trai cổ cá, sức thi mà nu bỏ chia thập tay, rứ cho bạp ảm trả chiệt. Rí ai thu ế rô bò chân vinh cứ Anti-Axis. Miền nấy bì cử anti-access trong bùa ảm rích nâng trong bùa bảo tuyệt xe bằng cái thập PA đá bọn ta xâm rạp ảm rích xe nâng xâm rạp cái thập tiết đó tầy sẵn. Anti-access trong bùa ảm rích cứ chỉ dốt tờ xa
nông cả đánh con đi về rồi bà Mỹ mình ao chôn một đồng bằng sân thì sọc rồi bà chân rứ ta mà đi dạ cả bùng rí ông mạc thời tức ở rất đẹp làng anh ti ác xe mùi tiết xe mẹp tế mẹp xem xe lo tây tiết xe mẹp chân rồi bỏ chân cứ bất tiếp xa xâm rạp rồi thì ná đã rừng rút thuở chia sạch thơ rồi bỏ chân đôi khi thu ê nế kỳ thà chân American kịp rạp xe hay chân kịp rạp xe hỏi chân thu ê nế kỳ bàn kỳ thà A thì mỗi cái đặc biệt của mỗi Amrit sẽ anti acid sẽ hỏi trong buộc được tiết cao pi Amrit cái prap sẽ bạn không là bài này vô bài đối đại kỳ tài tài lý cả miễn trâm tài lớn xâm rạp trai vía nâng xét tài cách trâm tài rua cứ mình cục còn tì còn tái đại khát cứ trời tài miễn lơi trai bình bình đáy nằm bày prap rút bê đại trời cá trời miễn vô thiê đó rừng ngom khlang khla xâm rạch chất ở lươn rồi ha thua sẽ cầm một phim đó ăn ái nâng bài trăm bách từ thua ông bữa ác rõ nét từ từ thua đòi phim là bị bầm phật chúng nói với tiền rồi viên chốt với sai rồi bỏ chết nâng quân thua và thế đại chia riêng bằng hai vị quân thua nâng cả ăn ở cua là bây từ tu ban cả cửa rụp sờ lánh nâng mình từ tu ban số bay tại bàn tay tới từ vịnh ai nâng nom cua thân á nâng cả khát bóng đòi chết tiệt phong kế mình thấy sợ bích sợ bê tù tế sợ thả hay ta với tự chân bằng cách chấp bắp xanh thì sốc thầm ấy đó tăng răng lưu Hồng Kông chân đăng dạng chấp bắp thả bùa rọt Hồng Kông bê ni nâng kháng xâm ba dạng kháng bà tế chí chá nâng bà chàng chân bấm tài xám xâm chăm kào nửa bê đại chân kháng kháng nú bùa rọt Hồng Kông nâng miên mô tên nạp hiệp trong nay bà tế chí chá bà tu chí mình cho chết chân có đói có phụ kê nâng cử rụp khả chân đá nâng bình ná đầy chân khả nông tùm nẹ tùm nông ân ra chiệt kê cử rụp khả chân nẹ kháng tài phần nọ bà răng ban chúi ảm rịch đắp rạm chân nắm nông sẵn kriêm đàm bây ai kỳ rì kháu ảm rịch ban ai kỳ rì chạc kỳ phúc ông rì khăn bà răng hào lược tuốp viê bà răng song sắc rùa tài chỗ đáy chì mùi ảm rịch bà răng tuốt chó hào bàn xông chùm nuôi bì ảm rịch ta nhận định thế thả Amrit chào ý tỏp dạng mà. Amrit chào ý thả dương mình ai dục xong thì xúc chết từ bà thối nên cụ thân ác đó ạc rõ bẹp ní làm bây bọn hai rư tỏp quân bàn tế. Chúng nói mùi tiền xong bọn nó mệt nâng sạch trời cứ mình trời chưa tốt chất đôi khi nè bì bù. Xong bọn nó mệt ai kênh bà vãnh bì dương đối đại kỳ kênh bà vãnh bì bà tế đó tế. Chuẩn cá xâm phân ở mất, ai luôn luôn dương đòi biết sân dạ thái ní, hào luôn chạy dương nơi thái sai có miền. Trong nay sát trời, nâng rốt cực bí thí sát, cầm chạy dương, bầm pla dương cực bí vị đi. Trong nay nét bài thưa chìm mất phó, nâng chia sát trời phó, cứ nâng luôn luôn dương phó, hói có rốt vị thí sát, cầm chạy dương phó đá, nông bí tài mùi, đối à chân, đối à dương chìm mùi bí thích mai chân, bà. Ta nè đăng tế thả, khổng nông tùm nè thầm nông ơn trả chiết kê nì dây dàng màu. Kê nì dây thả, mình thả bà vị thi xa với nụ tế, ôi thầy bàm bà giáo đó chiết. Bỏ kế, nụ cứ chìa rương trầm trời. Tùm nua khó trời rồi bỏ mê đặc nguồm, cứ xong tế sọc chiết. Tức đấy, nâng bà chìa chân, mình mến chìa ca chùi mất rứ xe lật thoa nụ tế. Bà cho mai tầm đó, lục sập phót, cứ ai vô nâng tầm đó. Bà cứ thả, vì chóng lại tầm mất nâng tầm đó. Mỗi tiết, ta nhận đăng tế, ta dân đăng tế, hay ta với Amrit bỏ bóng chân, chân cải chế, nông sầm kìm trò chè. Bà, anh ấy không xâm tố lưu sập phóng, và luật Amrit thì chế nè bà, cũng ai kỳ tha dân canh chư Amrit, là luật khá, lại là ó, dân dây thà là ó, lại là khá, dân lược bà khá. Anh ấy chỉ bỏ từ xa thế, mình dân từ đơn tử đường tế, dân lược tất ó, bà dân đăng tha, nè nà mùi miên quân sầm bát, nè nà mùi miên ọt miên quân sầm bát, dân bà dân chư rước cả, bình chân dân chư rước cả thế. Trong lâu không đi vô bài, kì chư rước rước tay mà nụ, đại miên bà giáo sầm rạp chết kê tê. Mà nét cái miệng bà giáo nâng tuân sau nó kế nâng bỏ bỏ. Hai ta với bàn chí ảm rít chấp dục chân của mình đi nâng sân kìm trò chè. Chẳng lối nâng vô bái bỏ căn mà nụ cúng nếu bê na đai mà nụ cúng nụ miệng bà giáo xâm rạp kế kì chú bác chìa tốt chào hỏi. Mà vì miệng bà giáo kế nâng chặt túc mà nụ cúng tha vì con ta chìa cả dùl khơi
xây kia rồi viên dương chẳng bị tệ bản nổ. Chấm nói mối tiết, ta nhận đại khơi bảo tích sau nà mối từ bàn kỳ cổ rục tế. Ta nhận đại khơi bảo tích sau nà mối, ai khai chỉ nhận khăn, tại quan tài sắp sắp trở hỏi mình khách không thế. Ta nhận đại khơi bảo tích tung sau nà mối, tụi tụi bàn dốt tất thua, bì nì dô bài ơn ra chết thế, cứ khuyên tế. Cho sắp hiệp tung sau nà bọn nhé, ở khăn, chiến sắp sắp trở, bạc lại nít trong một giấy thả. Cho sắp hiệp tung sau nà bọn nhé, ở khăn chiến sắp sắp trở. Chúng nói mối tiệt, phát tăng đại mình, ai bắt xe bàn khăn bảo vật xa, khăn chấm nông bảo tích chết chẳng, ơ, cứ chìa ca bảo chênh đồng đàm ổng nái, ca bảo thân à ổng nái, nâng bà nì dô bái, nhạc miên ổng nái, cứ chìa nhạc chìa nhạc. Hết đi, khăn ông bị phụng lốt, đại trái thống, tài si trái tội, bà nhạc chìa trái tội chiên kế, nhạc trái tài miên bức ở kháng, nâng miên thấm mông đo xuôi, tớp ai ca bì khuôn bà. Nóng nơi dô bài ân ra chiệt, cứ trái bàm bắt mốc đòi thiếp lục lún, nâng phó bà dòi. Khi miên bà tê nà muối, đại khi miên mò hai chá ta, nâng khi miên bà tê nà muối, đại mình chăng khlang nụ tê. Đàm bây thiếp khlang khlá, nâng phó bà dòi, bà tê tê nụ, trở miên xa mắt tạp thiếp, trở miên dô tơ xa, nâng kênh bà vang bì khí nê tê vinh tơ mốc, bà góp đòi thiếp thlát vây bòm phót. Hãy ní, viết cứ chỉ rương ấp bà dòi tùa tê xó, nâng chỉ cả phoan cho lâm tên sông, đại thả bảo tế chiết đọc tế, kê nâng mình bỏ bóng, rư kê nâng chùa dưỡng đòi sợ tế chất nô. Nóng kết anh ấy khá, nâng dô bài ổn ra chiết, trở bàn kê pra biết thả, chỗ phá đọc biết sân gia quốc chất, chỉ môn bằng tòa mốc, chạm lúc các bạc tạm kào. Anh ấy kì ta, nâng dô bài ổn ra chiết kê pra bình chân, và rư xâm rắp bộ mà hàm ná, chỗ bình châu bộ kê, nâng bê đầy dương trời cá, bản tòa mốc chấm mưu là thập hò bà tiếng xâm rạp của mà hàm này chẳng hỏi bán bởi tiết khám ai dương nâng cư tự bị lịch luông tố đò mà hòn rãi nâng tại sao nhạc đắc nôm ớt qua bì chùm nói chẳng ớt đi cư thà ai thì kê đi dây bởi ruốc cư thà mất tập hiếp mơn xăm đại thép tạm kê tới bọn tái tạm bất bởi dương riêng bì trí đây cư thật được nếu bài ca tu bì phốp lúc ở chung ba lúa dương mưu khơi tạm đòn. À, vậy vậy để chúng lược vào này nó bảo mẹ này sẽ tới kia cao sẵn sàng trí tế khi ông bàn tới chỗ sẵn là cứ thả khẳng cái cao tụ tế bọn ta vậy để chúng bàn sẵn sàng trí khởi cứ thả bất bạc gọt mến nó dương dục một hiện xa dù một trời rít bị trả ná cứ bất bạc gọt mến khi mẹ này nà môi sẵn sàng thế được chúng dây chẳng trái thông xì à trái tối à trái tối thì mình sẽ xì bà to 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 tiết bảo được chứ nè cứ thả tùa tại miếng phép trí vậy thả mình có là bạch lăng ná bình tục tốt nơi ca cứ thả bì bộ mà hàm này bạn chấm nói mối thiệt phép phân bờ sắp cứ chỉ cân đồng này thông trên kia một phần dùng dứt tờ xác cả tu nâng hai phần nó nội dung bài ăn ra chiết tiền dễ thả phép khi mà hàm này bị phục lốp bỏ hai mình thất là lực quân là thua chủ sang cú bỏ tế đào tây đào sân chân một tế vận tải cứ chỉ nét để ai bằng không ai kịp thứ tám nâng chi chuan kế hỏi nơi để ai sầm đánh ai kịp mới khởi thả khuôn cứ chế protein đó sát xong bẩm phật hay ní nâng mất bằng chọn từ thuốc buộc kê nâng không nhồi nhém chặt đáy kia và hãy phó cao bia khuôn dàng phân bẩm sắp nâng cua ai sở lại vấn tải bế bất biện nôn phiếm buộc kê nâng văn đàm bởi dõi kinh nghiệp phiếm phiếm tại kinh nghiệp cất bị phiếp trâm trời tùa tại sao nhưng khởi nhai ta chuộc nế chặt đáy kia ố cứ thả nhìn mà nhém cứ thả tôi thả bia ọ chà bọn tay còn là bất tu được tua phiếm đại trên bàm hồi cho tình xác xì nghe tình hình bảo nâng hai cứ thật kìa này nam mùi sở lanh dương thế cứ ta xuất tại phòng bởi giọt bó kê ai thật kì dô phòng bởi giọt bán thư à với cô kê thư đại bà riêng cô thân áp bằng phất nông thì dô bài ổn ra chết cứ bơ rập mình xóa cho bà ổng bì lạ bạch có bọc phá nông riêng bình khả mẹ miền đi dế ổng bì có lạ bạch rồi bó sát cài bởi mùi cơ bá đại chăng xì con chìm nâng bước chiếm còn bùng bình sạch cái bây giờ thả việc đó chưa bị ba đại trợ đánh chặt sạch chiếm xì mà đò mùi mà đò muối chuôn ca chặt mình bàn thiệt phòng đối chứ nè vì thi xa rồi mà cái bây cứ trời sầm lắp chiếm ở bàn muối các bà hỏi dốt sắp bay việc bé bằng lắm luôn thôi chỉ chiếm được không phong chiếm cả thuốc đối chứ nè cái bây ai xì sát chiếm bàn chìa riêng rồi thái nhưng sông bay tay mê chiếm còn mình đang thá
con trai rồi bọc luôn từ bắt luôn đòi rồi bịp ná mình đấng nô na chia sẻ thời tiệp họ bộ cha là cách bộ trâm cầm lang pi xe ngã chuyên đồ cường nhiên có ai bằng năm luôn nồng phô mà nụ lõ đâm bị chấp mà nụ ạ có ai nâng nồng phô mà nụ ạ có đôi khi này nồng bà lý bọt nhiều bài bị phụ lộp đại bảo tên đi mùi mùi sma sma anh phò rộp phò bà giáo nâng ổng mạch riêng luôn ngã trời tèm miền xa mắt tập hiếp khổ đâm bị mớ là ai khơi có mì yết là bách có nâng cả bọc bằng lòng hẹn đi nhà nội bài nhà riêng nội bài từ bỏ căn chuột tam chết na vị chi Phật tử sát na thả cùng chưa lừa với để mơ khơi những phái những sắp lứ nâng cùng chưa pro kê tha chi sắp bờ còn tai từ vị phía bị chia ra na và prong bây giờ nâng sang kê ai mất chót nông bị phẩm lộ đại trai thông tai tai si trai tôi nâng trai tôi tai tai si trai đại tôi chiên khuôn chia bần to bần to nhà ni bà nhẹ chia trái đại tâu chiên kế nhẹ trái tầm mình bước kháng nhưng mong mất sửa tớp ai kích phát bí ca lếp rõ bạc ní chia bà xa bỏ lục lý khoan dù sát cơ bơ đăng thạc luôn mình ai rốt chân chập sát lu sát cô cơ bây nông bây bàn tế hẹn ní rốt trâm tại tức trọ bè ngôi hỏi ca phía tức ngu ai lọ mình khóa châm nay xì tế nông cơ đạp rạ mùi đô la rõ bà àm rệch miền rút đầm náng đại bằng cấp đòi mà hai chữ ta như dấu bài rồi bàm rết cứ rút pyramid rút ân trí rút nơi mà kháng nâng biết chia ạ sò là tăng novus ordo si clo rom miền này thá xoắn đắp thân hợp thamay bị phụm lốt nâng anuit co eptis miền này thá bria chia mà chạp bình chất rứ quam trô xa cam mập hiếp rồi bỏ dường bạn nơi lực đạt 10 đô la nâng cứ ta ọc niệm bởi khơi hắn chẳng tài nhiên tài thì dây ta trông bê rồi nữa bạn rút pyramid đầm nang ai phiếp sách xe rừng mòm nâng cung vung nấy mà hà âm nai rô bò âm rịch rút ân trí đầm nang ai phiếp rô hà rô huốn thuê ca chồng cô đáy nâng từ bàn chân ai rút phânay muối cứ chỉ phânay để ai mưu khơi à vây à vây sắp cụm bèm giáng tua chìa rước át công băng có đòi sát khá tua bây chia cro chầm này giả ná có mình xí sạc chơ đại bà ta đi cứ cho mà chung hói bỏ ôn vô từ cấp bì chà ná tới ta trơm mình trời chìa dù mọc hói đại bà tế tôi nâng chia bì xe bù rốt phía chán tay anh tài miên sông khâm lưu bộ mà hàm ná thả kê nâng chùi ni chùi nụ hói có sma chất dơ prom dọc vi sna bà tế rô bọc luôn từ nhà nông đầm lại trâm tay chìa biết sân dìa nâng ca cổ rốt xâm lãnh cổ rốt xâm lãnh chồng bùa mà ha âm mạch nà mùi. Chỉ ca bất hào, nông niêm chế mà ha âm mạch, bộ kê miền ất thị bùl, miền phiếp áo trá, phiếp khlang khlá, nâng tếp câu xó đại thư ở dương sở may trong bàn tạm. Lớp bí ní, ta mà dạ phiếp bên bà sọp, nông ca bình chốc bên chỗ, rứ dốt thật xa đào trát với, kê nâng thư ở cổ mùi, sọ ốc cổ mùi, đại chỉ sở trời rồi bỏ kê, rứ kê nâng lớp xa xa cổ mùi, đàm bây thư ở bà thị chết, mùi chiên đó cả bài bác, miền ẩm phở hàng xa nâng ạ xe rập hiếp bằng tòa bốc có nâng miền lê pra hai phò đôi châu truyền biến nâng rút hiếp chia nhẹ chui sầm cú rứ chất tật thua sở lạnh an nật dưỡng trái trăm thả nâng ca pro chê nâng phùng rít ất thị phân đoàn đào mạng nát nâng phò pro giao khía bộ mà hà mạng trái truyền biến kênh pro vay lỡ pro tê tối tối đảm bây phùng rắn phùng xa nâng ẩm nai khuôn còn tại không sao mai nỉ buộc mà hà mai mình chối chuyên tiền bằng hai pi mai chơi ta đôi không sang kìm lốp sao mai anh ăn đi cúng rồi group si đôi khá chập prà nụ tê buộc kê được đa tua chia sụp phía tuần sai rứ thua chia khá cần sớ hỏi chấp vô cầm na muối đòi ở lưới mình lướt sao xa là hốt đọc cầm nu khá chia ốp co để vô bài rồi bỏ buộc kê chồng nái mà hà mai muối tiền có nâng rốt vì thị xa chấp dọc trong nà mùi tiết là bây cùng ở tránh cú sát trời rồi bọc luôn. Bọn thêm lợi bí này, bộ kế có pra cả chào pra căn rưu chùm rốn bằng cách ai tờ chìa bạc đề bọt. Cả tránh đã bách bộ mà hàm nái tên tài thư ai bảo tư chết lạc nông một hòn rái nâng bảo chìa chun sâu tròn rộp mơn sáng rưu rộp như nẹ bắt bằng chì vật. Mê rí ní dường khơi miên chìa hồ nâng bạch cho bọn ní đôi chìa khmai xa mai lục 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 nó nâng bớt
ប្រទេសលីប៊ីក្នុងការទម្លាក់មុខអាម៉ាហ្កាដាហ្វីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការផ្ដួចសាដាមហ៊ូសែនប្រទេសស៊ីរីក្នុងការទម្លាក់បាសាអាឡាសាដក្នុងឆ្នាំ2015និងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានថ្ងៃនេះលាក់ជាដើមដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទើបដូនតាខ្មែរបន្សល់ទុកជាពាក្យអប់រំដាស់ស្មារតីជាច្រើនដូចជាពាក្យខ្មែរជាខ្មែរទេឬក៏ កុំទុកចិត្តបរទេសជាដើមចូលកុំយកវាសនាប្រទេសជាតិយ៉ាងមូលនិងប្រជាជនរបស់វាអ្នកទៅការនឹងពួកមហាអំណាចនោះអីព្រោះពួកគេមិនស្រឡាញ់យើងជាងស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍គេនោះទេរឿងដែលអ្នកឃើញច្បាស់ក្រឡែតនឹងរឹតតែជាក់ច្បាស់គឺតាមរយៈសម្ដីលោកយូបៃដិនគាត់បាននិយាយថាគោលដៅរបស់យើងគឺវាយបោះសម្អាតពួកភេរវកម្ម មិនមែនកសាងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានទេនេះគឺពាក្យពិតដែលជូបៃដិនបាននិយាយថាគេអត់ខ្វល់ទេរឿងការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានសំខាន់គេមានគោលដៅរបស់គេមួយគឺគេតាមសម្លាប់តែពួកភេរវកម្មទេអញ្ចឹងហើយបានជូបៃដិនគេដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្កានីស្ថានអានេះសុទ្ធតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រទេលោកសុផាន់ខ្ញុំលើកយករឿងការពិតយកមិននិយាយទេណាមិនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិទៅចោលប្រកាន់គេទេអ្វីដែលជូបៃដិននិយាយភា
ក្រោយពេលអាមេរិកសម្រេចចិត្តបោះបង់អាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកពិតជាអនុយធម៌យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន